Hôm nay mình đi tới đâu cũng vậy, cũng thấy chỗ nào cũng có kiến cả. Bạn, hôm nay mình đến một cái thành phố nhỏ có tên là Paris, tức là ba lê đấy, nhưng mình không phải ba lê, có chiếc xe đậu đó, giờ mình phải vô cho đó. Tôi sống đây rất là lâu nhưng mà chỗ này tôi đến cũng mấy lần nhưng mà đi qua thôi chứ không có đi vô thành phố này. Thì hôm nay vô thành phố này tại vì những hãng này nằm ở trong những cái thành phố nhỏ, làng nhỏ. Vô cái chỗ này Highline chứ không phải Highland. Highland nó băng rắp xì rồi, còn giờ là Highland. Highline chứ. Chạm để làm lần một. That's it. The on operator. Không có thời gian cào râu nhé. Có râu để thấy mình già hơn chút xíu chứ, để gặp mấy thằng Tây đen gọi mình xanh không à, chứ nó không gọi mình sir. Hôm nay chạy trong thành phố thì có dịp chia sẻ cho các bạn xem những cái gì ở trong thành phố Mississauga này. Mississauga này lúc mà tôi lên á, tôi từ Quebec tôi lên đây thì lúc đó đó năm 87 thì chỉ có 93.000 dân thôi, năm 87 93.000 dân, mà hiện tại 2020 thì nó có trên 2 triệu dân.
Thì hiện tại mình đang đậu ở trên đường Airport South. Thì chạy thẳng xuống đó khoảng chừng 3 cây số. Thì tới phi trường. Thì năm vào cách đây 30 năm về trước á, con đường này chỉ có con đường này đi lên thôi, còn vòng vòng đây là chỉ ruộng đất. Mà ruộng đất ở đây đó thì từ năm 1000, ngay vào năm 1976, tức là sau giải phóng Việt Nam, sau giải phóng đó, thì những cái đất ruộng ở đây đó, luôn cả đất rừng, thì ai cắm xào bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Nói vì thế mà dân Ý nó sang đây nó lấy đất nhiều lắm. Sau này nó giàu lắm. Tại những đất nằm ở trong khu vực này là đều bạc triệu hết. Và đứa nào đứa nấy nó lấy cả 100 mẫu. Cả 100 hecta tới 1000 hecta. Lấy đất ở đây thì không có đóng thuế gì hết, chỉ có cất nhà lên đóng thuế thôi, chứ còn đất làm ruộng không có đóng thuế. Và cho tới bây giờ mua đất thì nếu mình có công dân của Canada đó thì mình mua được 10 mẫu đất thôi để trồng trọt, coi như trồng tiêu khiển thôi, không được mua hơn nữa, và phải mua bằng tiền mặt. Bên cạnh cái ngành trồng trọt ở đây đó, tụi nó đất nhiều vậy, nhưng mà nó trồng rồi đó thì những cái tháng mùa đông này nè là tụi nó đi chơi, tụi nó không ở đây, mà nó vẫn được lãnh tiền trợ cấp nhà nước cho tiền thất nghiệp. Thì mình không biết là nó giàu hay là nó nghèo, nhưng mà cái chính sách kinh tế đây nó là như vậy. Sau khi nó trồng xong một cái mùa như vậy đó thì tới tháng 10 thì tụi nó bắt đầu, tụi nó gặt hái hết rồi là tụi nó đi chơi, nó đi qua Mỹ nó sống, nó kéo cái trâu rồi đi qua bãi và nó sống 6 tháng trở về tháng đó. Bây giờ là tháng 3 thì tháng 4 nó trở về, nó bắt đầu rồi, nó chạy xe, nó trồng trọt, chạy máy dài, nó đi cày đó. Thì tụi nó chỉ là như vậy thôi. Thì mình không biết là đi sâu vào trong nó giàu cỡ nào hay là nó nghèo cỡ nào thì không biết, nhưng mà nó trong lúc đi như vậy đó thì nó được ưu tiên hơn những cái nghề khác, là nó được trợ cấp trong lúc nó đi ra khỏi nước, nó đi chơi. Còn những cái nghề khác ở đây, như những như công nhân ở đây đó mà bị thất nghiệp á, thì nhà nước cho ăn tiền thất nghiệp, nhưng mà trong khoản ăn tiền thất nghiệp thì hàng tháng đều phải làm báo cáo là đi tìm việc, làm đi tìm việc, nhưng mà chưa được nhận việc thì sẽ được tiếp tục ăn tiền trợ cấp thất nghiệp. Còn nếu mà mình trả lời trong những câu hỏi của nó mà mình không đi tìm việc vì bất cứ lý do nào khác đi nữa đó, bệnh hoạn kia nọ, thì phải qua ăn tiền bệnh khác, còn ăn tiền thất nghiệp nó sẽ cắt. Thì khác hẳn với dân làm ruộng ở đây. Dân làm ruộng ở đây nó đi qua Mỹ, nó đi chơi, nó đi đâu cũng được hết, trong khoảng mà thời gian nó không có làm ruộng. Đó là chủ đất đó. Thì trên khoảng đường hồi trước tới giờ này thì cái cảng này nó nằm đây lâu đời. Ở dưới đó là phi trường, thì ở đây là cái cảng. Thì hồi trước tới giờ đó đi về Montreal cũng vậy thôi, cái phi trường nó nằm gần như cái cảng của xe lửa.
Trời hôm nay đó là ban ngày, khoảng tháng này thì ban ngày nó trên nó 2-3 độ, ban đêm thì vẫn còn trừ 4-5 độ. Nhưng mà những ngày, những tháng này đó thì nó cần nhất là buổi sáng với buổi ban đêm đó, nó chênh lệch cho khoảng 20 độ, thì những cái cây mà cho ra sáp, cây phong á, nó cho ra sáp rất là nhiều. Làm vài bao hôm nữa đi chơi nữa rồi. Kỳ này đi 2 tuần. Đi Cuba, đi nữa. Đi Cuba thôi chứ không đi đâu nữa. Không đi Cuba đâu, đi Cuba. Năm đi 2 lần. Đi cứu mạng. Cứu mạng nhưng người Cuba ha. Thì lái xe, nếu mà mình là người ở Canada này, ở trong Canada mà lái xe cho những hãng Mỹ đó, là người lái xe thôi chứ không phải là người người lái xe nè, phi công nè, người làm trên xe lửa nè, cái gì là thuộc về vận chuyển đó, thì nó nằm ở trong cái lực của chính phủ liên bang. Thì nếu mà thuộc về chính phủ liên bang thì sau 10 năm, khác với những cái nghề khác nữa, là sau 10 năm sẽ được nghỉ 4 tuần lễ, được trả lương. Những nghề khác làm trong hãng thì phải là sau 15 năm mới được 4 tuần lễ. Rồi bên cạnh 4 tuần lễ của cái nghề lái xe này đó, là tại nghề lái xe thuộc về lực lệ lao động của chính phủ liên bang của Canada, thì sẽ được trả thêm 5 ngày nghỉ vì lý do cá nhân, vì lý do gì cũng được, không cần hãng, không được công ty, không được phép hỏi là làm cái gì, tại sao nghỉ, nhưng mà chỉ cho biết là ê, ngày mai tôi không có đi làm đó, thì cho thêm 5 ngày, tức là 1 tuần lễ đó, 5 ngày làm việc đó, thì trong 5 ngày đó, nguyên 1 năm nha, được nghỉ thêm 5 ngày trong những ngày làm việc, tức là từ thứ hai cho đến thứ sáu, thì nghỉ giờ nào cũng được, nghỉ ngày nào cũng được, vì lý do cá nhân đó, thì sẽ được trả 3 ngày trung bình của nguyên 1 ngày làm việc đó, thì được trả 3 ngày trong 1 năm, trong 5 ngày nghỉ. Đó là chính phủ liên bang. Còn những công việc thường ngày ở đây thì như sửa xe này kia nọ đó không được, tại vì thuộc về chính phủ tỉnh bang. Nó giờ chỉ làm việc trên cái này thôi chứ không làm việc trên cái kia nữa. Được giấy ra đây vô. Perform Saturday activities. Perform Saturday activities. You have 7 hours and 16 minutes of remaining drive time. Mấy hôm nay ở đây nó bị vắng.
vắng. Thứ nhất là thầy cô giáo bị đang đình công. Thầy cô giáo đây làm lương từ 80.000 cũng 80.000 trở lên, tại tụi nó có đều là thạc sĩ hết, cấp 1 cũng vậy, mẫu giáo cũng vậy, đều là thạc sĩ trở lên. Đình công rồi bên cạnh bị bệnh dịch cúm. Rồi đường ray xe lửa thì bị mấy ông gọi là native people tức là những người da đỏ ở đây nằm chặn đường ray xe lửa. Thì đó, nói đến vấn đề chặn đường ray xe lửa thì ở những năm trước giải phóng ở bên đây có một số người đi du học sang đây, sang Mỹ chứ không phải sang đây. Thì cũng nằm chặn đường ray xe lửa đó, biểu tình là chống đối Mỹ dùng đường ray xe lửa mà chuyển vũ khí từ Canada đi đi tiếp tế cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Thì những cái người đi du học đó đó thì gọi là Việt Kiều, gọi là Việt Cộng chứ không phải gọi là Việt Kiều lúc đó. Thì những cái gì họ làm đó thì được phép làm nhưng phải xin phép trước, rồi sao thông báo trước, rồi sau khi làm như vậy đó thì nhà nước vẫn để cho làm một vài ngày thôi, mà nếu tình trạng mà không giải quyết được hay là những tình trạng mày phải chờ ra tòa, chờ tòa nữa, tòa phán xét là cuộc đình công đó không có hợp pháp thì lúc đó cảnh sát mới nhúng tay vô. Đó thì kinh tế hôm rày đó là những chuyện ở Canada xảy ra như vậy thì thế mà công việc nó lừ đừ về những cái ngành vận chuyển thế này. Hi.